vị trí số 1 là bạn Trần Trung Kiên đến từ trường Trung học Tâm Lê Hồng Phong, Phú Yên. Ở vị trí số 2 là bạn Lê Quang Huy đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên. Ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Vũ Minh Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Gạch Thất, Hà Nội. Và bạn Nguyễn Tiến Quang đến từ trường Trung học Phổ thông Hoành Thành 2, Thanh Hóa. Tôi nghĩ là các quý vị khán giả đang rất chờ đợi màn tái đấu của Trung Kiên và Quang Huy, cũng như sự xuất hiện của Minh Anh và Tiến Quang ở cuộc thi tháng này. Quang Huy thì sao? Có cái lời chúc nào đó mà bạn ấn tượng từ những người thân cũng như bạn bè không? Em nghĩ là các bạn chúc mừng em và trở về từ cõi chết sau trận tuần nữa. Trở về từ cõi chết đấy ạ? Và chúng tôi chỉ muốn nói rằng Quang Huy chiến thắng quá tuyệt vời! 325 điểm! Một cái màn xoán ngôi mà chúng tôi cũng không thể ngờ được. Và bây giờ các bạn sẽ đến với phần thi đầu tiên. Khởi động. Không khí lỏ, đỏ, lấy năng lượng thoải mái và chiến hết mình. Bây giờ là phần thi khởi động. Người đầu tiên đến với phần thi khởi động đó chính là Trung Kiên. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. 6 câu hỏi dành cho Trung Kiên như sau. Chạy chậm 25 phút để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm bằng ít nhất bao nhiêu độ? 25 độ. Đáp án là 150 độ ạ. Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, hình ảnh nào đã đem một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu? Đoàn xe lửa ạ. Chính xác. A millennium equals how many decades? 10. 100. Những bản nhạc dành cho loại nhạc cụ dây nào đã góp phần làm nên sự vĩ đại của Antonio Vivaldi? Vĩ cảm ạ. Chính xác. Điện trở của dây dẫn đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Nếu điện trở dây dẫn thì cường độ dòng điện đi qua dây dẫn lớn nhỏ? Càng lớn càng nhỏ ạ. Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, ai là người nối ngôi? Quang Toán ạ. 10 điểm nữa. Đó cũng là số điểm đầu tiên mà Trung Kiên có ở phần thi khởi động này. Và bạn đã có 40 điểm. Chúc Quang Huy sẽ bình tĩnh, may mắn với phần thi của mình. 6 câu hỏi dành cho bạn như sau. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 10? 4. Chính xác. Câu ca dao ăn trầu nhớ miếng cau khô, trèo lên ba dội nhớ cô bán hàng, gắn liền với huyền tích vị thánh mẫu nào? Diêu Hạnh à? Bạn có thêm 10 điểm. Điền từ thiếu trong dấu ba chấm ít nhiều, buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì, trích bài Đây mùa thu tới của tác giả Xuân Diệu. Bỏ qua. Thiếu nữ ạ. How many arrows does the recycling symbol on plastic products have? 3. Chính xác. Có bao nhiêu liên kết sigma trong một phân tử etan? 2. 7 mới đúng ạ. Tại hòn đảo nào của nước ta, một chú rùa biển bạch tạng đã chào đời vào tháng 10 năm 2023? Đây là loài rùa biển xanh được sinh ra với hội chứng suy giảm sắc tố, một tình trạng đột biến rất hiếm. Côn Đảo ạ. Quang Huy đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và bạn đã có 30 điểm. Tôi có để ý là trước khi đến với phần thi khởi động của Minh Anh thì Minh Anh có nhìn xuống phía dưới và làm động tác như thế này, như kiểu muốn hút lấy những năng lượng từ phía các bạn cổ động viên ở phía dưới, đúng không ạ? Năng lượng này sẽ giúp cho Minh Anh sẽ có được điểm số cao ở trong phần thi khởi động dành cho riêng bạn. Xin mời. Số nguyên năm lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu? Âm 10. Chính xác. Câu văn sau đây mô tả hành động của nhân vật nào? Một người tù cổ đeo gông chân vướng xiền đang dập tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Quấn cao. 10 điểm nữa. How many centimeters square is the area of square 25. Tiles? Chính xác. Khi bị đun nóng, nước đường mía chuyển sang trạng thái chất màu vàng nâu. Caramel, caramel. 10 điểm tiếp theo. Hiện nay tỉnh nào có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước? Cà Mau. Chính xác. Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Claudie Goldin về vai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động đã giúp bà đoạt giải Nobel 2023 trong lĩnh vực gì? Văn học. Đáp án của câu hỏi này là kinh tế ạ. À, như vậy là Minh Anh đã kết thúc lượt thi khởi động đầu tiên của mình với 50 điểm.
Và Tiến Quang hãy đem tinh thần thoải mái và chiến hết mình của mình trong phần thi này nhé. Câu hỏi của bạn như sau. Nhà toán học nào đã đóng góp trong việc hệ thống hóa hình học giải thích và hệ các trục tọa độ vuông góc được mang tên ông? Pascal. Descartes là câu trả lời ạ. Which city is the Champs-Élysées location? Egypt. Paris. Thành ngữ nào trong tiếng Việt bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp dùng để chỉ điểm yếu kém nhất của một người? Gót chân. Gót chân asin. Trong sinh học, hướng động là sự vận động của cơ quan thực vật hướng tới nguồn kích thích. Hướng động là sự vận động của cơ quan thực vật theo hướng tránh xa nguồn kích thích. Dương âm. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Về mùa đông, các địa điểm trên bán cầu Bắc có thời gian ngày hơn đêm? Dài. Ngắn mấy là đúng ạ. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, cơ quan vũ trụ châu Âu đã thực hiện một buổi livestream đặc biệt bằng một con tàu vũ trụ. Buổi livestream này được thực hiện kết nối trái đất với hành tinh nào? Sao hả? Bạn có thêm 10 điểm. Chúc mừng Tiến Quang đã hoàn thành xong phần thi của mình và bạn đang có 20 điểm. Bây giờ thì các bạn sẽ đến với lượt thi khởi động thứ 5. Có 15 quyển sách và hơn số sách của mình 5 quyển. Nếu dụng cho mình 2 quyển sách thì lúc này số sách của ai nhiều hơn? Dũng Kiên. Dũng. Đáp án là Dũng ạ. Loại điện trở nào là một linh kiện điện tử mà điện trở của nó biến thiên nhanh theo nhiệt độ? Tiến Quang. Điều bán dẫn. Điện trở nhiệt ạ. Trong công nghiệp, từ không khí đã được loại bỏ tạp chất, người ta dùng phương pháp trưng cất để thu được khí oxy ở Minh âm. Minh Anh. Trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Phân đoạn ạ. Màu sắc nào của cây hòe được nhắc đến trong bài Cảnh ngày hè của nhà thơ Nguyễn Trãi? Quang Huy. Đỏ. Màu xanh lục mới đúng ạ. In geometry, an equilateral triangle is a triangle in which all three sides. Same. Năm 1917, cuộc cách mạng Tháng giành thắng lợi đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế Sa Hoàng. Quang Huy. Tháng 2. Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở là vùng nào? Minh Anh. Vùng đặc quyền kinh tế. 10 điểm cho Minh Anh. Thủ phạm chính gây viêm loét dạ dày tá tràng là vi khuẩn nào? Trung Kiên. HB. HP. Tốc độ beat 128 kilobit trên giây nghĩa là cần beat để biểu diễn được một giây âm thanh. Minh Anh. Đáp án là 128.000. Khi xảy ra cháy do xăng dầu, có một số cách nhanh và hiệu quả để dập đám cháy. Sử dụng các loại bình chữa cháy chuyên nghiệp, dùng chân chiên Minh hoặc Anh. Khăn ướt. Tất cả. Đáp án là dùng cát. Theo luật giao thông đường bộ năm 2008, trong các phương tiện sau đây, những phương tiện nào không được đi vào đường cao tốc ô tô con, ô tô tải, xe mô tô? Trung Kiên. Có. Xe mô tô. Bolero là tên một vị trí trong môn futsal, tương tự như vị trí nào trong sơ đồ bóng đá 11 người? Đáp án là thủ môn ạ. Và đó cũng là 36 câu hỏi dành cho 4 thí sinh trong phần thi khởi động này rồi. Và hãy cùng xem họ đang có bao nhiêu điểm. Tiến Quang đang có 15 điểm. 20 là điểm số của Quang Huy. 35 là điểm số của Trung Kiên. Và tạm thời dẫn đầu với 60 điểm là Minh Anh. Bây giờ là phần thi của chướng ngại vật. Ẩn số của chướng ngại vật ngày hôm nay rất đơn giản thôi, gồm có 4 chữ số và các bạn rất nhanh chóng tìm ra ẩn số này. 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Trung Kiên. Em xin lựa chọn hàng ngang đầu tiên ạ. Hàng ngang đầu tiên gồm có 5 chữ cái. Các khúc sau đây viết về thành phố nào? Câu trả lời này chúng tôi muốn chúc mừng cả 4 bạn.
Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Quang Huy. Em sẽ chọn hàng thứ 3. Hàng ngang thứ 3 gồm có 7 chữ cái. Hiệp định nào được ký tại Thụy Sĩ về đình chỉ chiến tranh? Wow! 2 tiếng chuông đã vang lên, 3 tiếng chuông ạ. Xin mời Trung Kiên. Dạ, câu trả lời chướng ngại vật của em là 1954 ạ. Xin mời Quang Huy ạ. 1956 ạ. Xin mời Minh Anh. Em cũng giống bạn là 1954. Chúng ta có 2 phương án được đưa ra. Có vẻ như câu hỏi ở hàng ngang số 3 đã mang lại cho các bạn rất nhiều dữ kiện. Nhưng chúng tôi cũng không chắc đây là một dữ kiện đúng đâu ạ. Trung Kiên, bạn dựa vào những dữ kiện nào ạ? Em thưa anh chị là năm mà Hà Nội giành được chính quyền độc lập đó là năm 1954. Và câu này thì em nghĩ hiệp định ký tại Thụy Sĩ là hiệp định Geneva ạ. Vậy còn bức hình của chúng tôi thì sao? Em không có bất kỳ một cái suy luận nào từ bức hình ạ. Có lẽ trong phần thi này Trung Kiên đã nhanh hơn các bạn khác một nhịp. Và điều đó giúp bạn vươn lên dẫn đầu. Xin chúc mừng Trung Kiên. Với những từ hàng ngang như Hà Nội, Geneva, Việt Bắc, Điện Biên, chúng tôi đang muốn nhắc tới từ khóa 1954, một năm mà đất nước ta ghi nhận rất nhiều những dấu mốc quan trọng. Chúng ta có vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, rất huy hoàng, rất lẫy lừng. Và năm 1954 cũng là năm mà Hiệp định Geneva được ký kết lập lại hòa bình ở Đông Dương. Và ngày 10 tháng 10 năm 1954 đánh dấu là ngày giải phóng thủ đô khi hàng vạn người dân Hà Nội hân hoan trong niềm vui đón đoàn quân chiến thắng trở về. Và năm 1954 cũng là năm tập thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu được xuất bản. Về hình ảnh của chướng ngại vật các bạn chưa kịp lật mở hết, đó chính là bức ảnh về cầu Hiền Lương, đôi bờ sông Bến Hải, vị tuyến 17. Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, thì vị tuyến 17 là giới tuyến quân sự Bắc Nam. Cách một dòng sông mà đó thương đây nhớ, chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa. Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải là biểu tượng cho khát vọng hòa bình thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Và xin một lần nữa chúc mừng Trung Kiên là người xuất sắc nhất ở phần thi vượt chướng ngại vật này. Còn giờ là lúc mà chúng ta cùng kiểm tra xem số điểm của 4 bạn thí sinh đang có là gì. Tiến Quang đang có 25 điểm, 30 là điểm số của Quang Huy, 70 là điểm số Minh Anh đang có và dẫn đầu với 95 điểm là Trung Kiên. Em khá là may mắn bởi vì em chỉ nhanh hơn bạn Quang Huy và bạn Minh Anh tích tắc thôi. Em thấy hơi mất bình tĩnh sau khi mà em thấy hàng có 3 nhưng mà em hơi chần chừ. Khi mà ra hàng ngang Hà Nội thì em đã mường tượng được tới đáp án là 1954. Khoảng cách điểm dư điểm của các bạn là khá là sát nhau và các bạn có thể đổi kịp bất cứ lúc nào, cho nên ở phần thi sau thì em sẽ phải chắt chiu từng cơ hội một. Hai phần thi cuối cùng em sẽ cố gắng để giành được số điểm tốt nhất. Em nghĩ là mình nhất định phải cần phải bình tĩnh hơn trong việc là trả lời câu hỏi. Mọi mảnh màu kiến thức đều vô cùng quan trọng. Ngôi vị dẫn đầu liên tục đổi chủ, chỉ mất 2 giây. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Trước gì chúng tôi đã thấy cả 4 bạn thí sinh vào tư thế để tăng tốc rồi ạ. Chúng ta hãy bắt đầu ngay với câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc. Gấp một tờ giấy 2 lần rồi đục các lỗ tròn trên tờ giấy đó như hình vẽ. Khi trải phẳng tờ giấy, ta được hình nào? Sự tưởng tượng và thủ công chính xác của bạn nào sẽ nổi trội hơn? Chúng ta hãy cùng xem những phương án được đưa ra. Trung Kiên và Minh Anh lựa chọn là hình D, Quang Huy là hình A, Tiến Quang là hình C. Có tổng cộng 4 hình A, B, C, D. Trong đó có 2 bạn chọn D, 1 bạn chọn A, 1 bạn chọn C và đáp án là B.
Rất tiếc là không có bạn thí sinh nào giành điểm trong cội tăng tốc đầu tiên. Hy vọng rằng các bạn có thể làm tốt hơn ở cội tăng tốc thứ hai của câu hỏi sau. Điền tên các châu lục vào lược đồ theo thứ tự từ 1 đến 5. Điều chúng tôi quan tâm nhất bây giờ đó là bạn nào gõ đáp án nhanh và chính xác hơn. Xin mời những câu trả lời. Có 3 bạn lựa chọn là DBCAE và người duy nhất khác biệt đó chính là Tiến Quang, DCBAE. Quang Huy, Minh Anh và Trung Kiên lựa chọn là DBCAE. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Quang Huy có thêm 40 điểm, Minh Anh có thêm 30 điểm và Trung Kiên thêm 20 điểm. Trước khi đến với câu hỏi số 3, chị muốn dành một lời khích lệ cho Tiến Quang để em có thể nhập vào đường đua tăng tốc cùng các bạn một cách tốt hơn. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm, biết rằng mỗi biểu tượng tương ứng với một số nguyên dương khác nhau. Thời gian đã hết, có người thì cúi gằm mặt, có người thì ngồi thụp xuống sàn. Nhưng không biết ai là người trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Xin mời những phương án được đưa ra bởi các bạn thí sinh. Câu trả lời của các bạn là Minh Anh lựa chọn là 6, Quang Huy cũng vậy và Trung Kiên cũng đưa ra đáp án là 6. Tiến Quang thì là 12. Chỉ mất 2 giây 06, Minh Anh hãy cho chúng tôi biết vì sao lại là 6 ạ? Đầu tiên là cái chai với cái ly thì em coi nó là số 5. Còn hộp quà là 4, thì em tính như bình thường thôi là em ra 6. Và tính trong vòng 2 giây 05 thì được gọi là bình thường đúng không Minh Anh? Đối với bạn. Và một câu trả lời xuất sắc của Minh Anh và bạn giảm thêm 40 điểm. 30 điểm thuộc về Quang Huy và Trung Kiên có thêm 20 điểm. Mình cứ làm và tính bình thường thôi và 40 điểm khác sẽ tự tới với mình. Ok, rất đơn giản đúng không ạ? Câu hỏi cuối cùng, không biết là các bạn thí sinh sẽ trả lời như thế nào. Xin mời nội dung câu hỏi. Các bạn hãy cho biết đây là ai? Đang có vẻ rất vui sau khi biết được đáp án của câu hỏi này. Và tôi thấy đến cái đoạn mà trùng trùng quân đi như sóng là bạn nhảy đến rình rình một cái ở sàn của chúng tôi. Bạn đã ra câu trả lời, bạn đoán là khoảng bao nhiêu giây ở Quang Huy? 1 giây ạ. Bao nhiêu giây ạ? 1 giây ạ. 1 giây. Tức là bạn nhìn thấy cái hình ảnh đầu tiên là bạn đã đánh tên luôn. Con yêu bố. Bố em giúp em cái này ạ. Vì sao bạn lại nói là con yêu bố vào thời điểm này ạ? Bởi vì trước khi có vào hôm thứ Bảy thì trước khi em thi 2 ngày thì bố em có đề cập cho em là sắp tới là sẽ tổ chức sinh nhật Văn Cao vào ngày ghi hình hôm nay là ngày 15 tháng 11 thì em gõ luôn là Văn Cao rồi ạ. Một tràng vỗ tay cho bố của Quang Huy ạ. Bạn nói mà tôi cũng cảm động và nổi hết cả da gà. Bởi vì chúng tôi tin là mọi mảnh mẩu kiến thức đều vô cùng quan trọng và sẽ có ích vào một ngày nào đó cho mình. Chúc
chúc mừng Quang Huy có thêm 40 điểm. Với câu trả lời là Văn Cao thì Tiến Quang cũng có thêm 30 điểm. 20 điểm thuộc về Trung Kiên. Rất tiếc cho Minh Anh khi mà bạn đã hơi có lỗi đánh máy một chút xíu. Vâng, cuộc chơi của chúng ta đang càng lúc càng trở nên gay cấn khi mà số điểm của các bạn bám rất sát nhau và ngôi vị dẫn đầu liên tục đổi chủ. Người đang tạm thời dẫn đầu chỉ hơn người đang tạm đứng thứ hai có 15 điểm mà thôi. Và chắc chắn phần thi về đích sẽ rất gay cấn đây. Bây giờ trước khi đến với phần thi này, hãy cùng tổng kết số điểm mà bốn bạn đang có. Tiến Quang đang có 55 điểm, 140 là số điểm của Quang Huy. Đó cũng là số điểm mà Minh Anh đang sở hữu và dẫn đầu với 155 điểm là Trung Kiên.